Phi đoàn 243 của tôi ngoài truyền Tác giả Mảnh sư Nguyễn Quốc Hưng Cuối tháng 7 năm 1971, chúng tôi tốt nghiệp khóa bay tại Hoa Kỳ về nước trình diện Bộ Tư lệnh Không quân để chờ đợi bổ nhiệm về đơn vị. Chúng tôi rất vui mừng vì toàn lớp bay được chuyển về Nha Trang để bổ sung cho một phi đoàn tân lập sau đó hầu hết hoa tiêu cùng lớp được gửi đi bay với các đơn vị trực thăng hoa kỳ đồn trú tại đồng bà thiền ninh hòa an sơn để học lấy kinh nghiệm về đổ quân cũng như tác chiến trong cùng thời gian ấy căn cứ phù cát được hoa kỳ chuyển giao cho không quân việt nam cộng hòa mà người nhận lãnh trọng trách căn cứ trưởng cũng chính là vị liên đoàn trưởng liên đoàn sinh viên sĩ quan khi xưa của tôi tại trung tâm huấn luyện không quân nha trang tính tình ông rất nghiêm nghị nhưng cởi mở ông dạy bảo chúng tôi như những đứa em trong nhà thương yêu chúng tôi như chính em ruột của ông và vị thiếu tá ngày ấy nay là trung tá căn cứ trưởng tên của ông thật đẹp hồng tuyền vâng tên ông là nguyễn hồng tuyền ông gấp người miền nam tính tình đôn hậu, chất phát. Và hình như ông cũng là một trong những công tử bạc liêu thời xa xưa với giai thoại đốt tiền nấu trứng. Ông luôn bên vực đàn em dưới quyền nếu có thể được để bảo vệ sự sống của họ. Hễ trận chiến nào nguy hiểm là ở đó có bóng dáng của ông. Ông rất quan tâm đến đàn em, dù đôi khi ông biết rằng chuyện ấy ông không cần phải có mặt. Sau khi bay với các đơn vị không kỳ Hoa Kỳ để có thêm giờ bay và học lấy kinh nghiệm hành quân, thì chúng tôi trở lại Nha Trang để tăng cường quân số cho một phi đoàn tân lập. Phi đoàn được mang tên Mảnh Sư 243 ra đời và vị phi đoàn trưởng là Thiếu tá Nguyễn Văn Thân. Lúc này tôi dự đoán phi đoàn sẽ đồn trú tại căn cứ không quân Nha Trang cùng với phi đoàn thần tượng 215 để làm việc cho sư đoàn 2 không quân. Tuy nhiên sau đó thì có lệnh cho phi đoàn 243 cử một toán biệt phái ra căn cứ phụ Cát một tuần và thay đổi luân phiên. Nhiệm vụ của chúng tôi ra phụ Cát là để ứng chiến và bay VR quan sát vòng đai phi trường. Đêm đêm bay rọi đèn cùng hai trực thăng võ trang và một CNC để phát giác và tiêu diệt mọi âm mưu xâm nhập vòng đai căn cứ của Việt cộng và nhất là trấn an về tâm lý để các chiến sĩ không quân cảm thấy yên tâm khi thấy trực thăng của chúng tôi lúc nào cũng có mặt ngày đêm tại căn cứ phụ cát lúc bấy giờ tôi may mắn là một thành viên trong những phi hành đoàn đầu tiên biệt phái ra căn cứ sáu chiến thuật không quân phụ cát ngay khi các trực thăng của chúng tôi đáp xuống phi trường thì tôi rất ngạc nhiên khi gặp lại người thầy năm xưa tại quân trường Nha Trang. Bây giờ ông mang cấp bậc trung tá và đang đảm nhận chức vụ căn cứ trưởng căn cứ 60 chiến thuật thuộc sư đoàn 6 không quân. Ông đích thân ra tận bãi đáp để đón chúng tôi với cái bắt tay vui vẻ cùng với những lời chào mừng thật ấm tình người. Sau đó ông chở chúng tôi ra quán ăn tư xa gần ngã ba gò găng để khoảng đãi buổi cơm trưa ôi, ông thầy thật hào hoa và dễ mến. Cho đến hôm nay, sau gần 40 năm, tôi vẫn nhớ mãi việc đón tiếp phi hành đoàn hôm đó của ông. Chúng tôi thật sự xúc động vì ít có một vị chỉ huy trưởng căn cứ nào là dành nhiều thì giờ để đích thân đãi cơm cho đám đàn em mà nếu so về tuổi tác chỉ bằng tuổi con cháu của ông. Còn nếu so về cấp bậc thì lại càng thấp hơn nữa, chưa kể so về giờ bay của các phi công trẻ mới ra trường, với cấp bậc thiếu úy nhí như chúng tôi và các cơ phi, xạ thủ, thì giờ bay chỉ vỏn vẹn bằng thời gian ông ngồi chờ đợi các phi vụ bị hoãn vì lý do thời tiết. Sau thời gian biệt phái thì đến một ngày nọ, thiếu tá thân họp anh em chúng tôi lại thông báo là phi đoàn 243 sẽ ra phụ cách trấn thủ lưu đồn để bảo vệ cho căn tứ Âu cũng là duyên số. Một lần nữa chúng tôi lại được làm việc dưới sự điều hành và chỉ huy của Trung tá Tuyền mà chúng tôi được anh cho phép gọi một cách thân thương là Anh Năm. Chúng tôi ra Phù Cát cuối tháng 11 năm 1971 và vào thời gian ấy tình hình an ninh cũng không có gì là căng thẳng. Cho nên phi đoàn chỉ bay huấn luyện, liên lạc hoặc tiếp tế cho các đơn vị bạn để lấy thêm giờ bay rồi chờ đến cuối tuần ra quy nhân du hí. Đến tháng 2 năm 1972 thì hình ảnh chiến tranh bắt đầu ló dạng với hơi nóng của một mùa hè đỏ lửa đã mở màn từ vùng Trì Thiên, Con Tung cho đến ba cùng Bắc Bình Định. Và cũng từ đó sự sống chết không còn biên giới, nó đến gần chúng tôi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mới nhìn qua thì các quận phía Bắc vẫn hiền hòa và êm ả như chính cái tên Hoài Ân, Hoài Nhân, Tam Quan của nó. Nhưng âm ỉ bên trong thì nó chưa thật sự được bình yên như cái tên Bình Định. Vì theo tin tình báo thì sư đoàn ba sao vàng của Việt Cộng dưới sự chỉ huy của tướng Chu Huy Mân cùng với một nữ phó tướng mang biệt danh Đập Nhũ. Có nghĩa nôm na là người chỉ còn một vú đã tập kết về mật khu An Lão để sửa soạn cho một cuộc tổng tấn công nhằm đánh chiếm ba quận phía Bắc và cũng chính vì lẽ đó mới có một căn cứ 60 chiến thuật không quân phù cát và phi đoàn mảnh sư 243 của chúng tôi để tăng cường yểm trợ hỏa lực và đổ quân cho sư đoàn 22 bộ binh với danh hiệu hắc Tam Sơn Bạch Nhị Hà. Rồi hải quân có hai căn cứ chiến thuật là Hải Minh và Đề Di cùng với liên đoàn 6 biệt đồng quân đóng tại đèo Phù Cũ, tổng cộng có gần 10.000 lính cơ hữu, bao gồm luôn cả địa phương quân, nghĩa quân và các đoàn xây dựng nông thôn. Vậy mà vẫn chưa đủ quân số cung ứng cho chiến trường ba quận phía Bắc tỉnh Bình Định. Cho nên quân đoàn 2 phải tăng cường thêm một chi đoàn thiết giáp và nhiều tiểu đoàn pháo binh. Tất cả hai bên đều sẵn sàng vào trận. Sau này tôi mới rõ nhiệm vụ của căn cứ 60 chiến thuật phụ cát và phi đoàn 243 đã đóng góp rất quan trọng và cần thiết cho chiến trường ba quận phía Bắc Bình Định, mà chỉ riêng lớp bay của tôi đã hy sinh 6 hoa tiêu tại các mặt trận trong mùa hè đỏ lửa này. Tỉnh Bình Định có diện tích lớn nhất trong các tỉnh của Việt Nam Cộng Hòa. Tỉnh này có đến 12 quận và có rất nhiều mật khu lớn của Việt Cộng riêng phía bắc bình định có bốn quận gồm có an lão, hoài ân thì nằm phía tây quốc lộ số một, ẩn phía sau rặng núi đá cao và với vị thế hiểm trở đó từ an lão việt cộng có thể chuyển quân cùng vũ khí lên mặt khu ba tơ quảng ngãi thuộc quân đoàn một và phía đông dọc quốc lộ một là quận hoài nhơn kéo dài lên hướng bắc là quận tam quan mùa hè đỏ lửa đã mở màn tình hình chiến sự càng ngày càng nóng bỏng. Tin tức báo về dồn dập và đúng như tin tình báo thì Việt Cộng đã sẵn sàng thí quân cố chiếm cho bằng được quần lì Hoài Ân, làm bàn đạp tiến quân về hướng Đông, chiếm luôn hai quần Hoài Nhơn và Tam Quang để cắt đứt con đường huyết mạch từ Bắc về Nam là quốc lộ 1. Với ý đồ chiến lược đó, chỉ trong một đêm, Việt Cộng đã thí mạng hàng trăm bộ đội và du kích để tràn ngập quần lỵ hoài ân và cũng không để việt cộng tự do thao túng chiến trường tiểu khu bình định đã tổ chức một cuộc hành quân tái chiếm quần lỵ hoài ân sau khi nghe phòng quân báo thuyết trình về cuộc hành quân chúng tôi biết đây là một cuộc hành quân lớn và rất nguy hiểm hôm đó tất cả các máy bay khả dụng đều được điều động với phi đội trực thăng võ trang hắc sư có đến 4 tàu cùng với 10 tàu đổ quân và một tàu CNC do đích thân thiếu tá phi đoàn trưởng Nguyễn Văn Thân trực tiếp chỉ huy. Để tăng cường hỏa lực trực thăng võ trang được gắn hỏa tiễn đầu nổ mạnh 19LBS thay vì đầu nổ 17LBS. Hợp đoàn tức cánh sớm hơn bình thường và đáp ở bãi bắp quân là sân bay Đệ Đức, tức căn cứ Endless của quân đội Hoa Kỳ bàn giao lại đích thân vị đại tá tỉnh trưởng chỉ huy cuộc hành quân và đã điều động tiểu đoàn 263 địa phương quân là một tiểu đoàn tinh nhuệ và thiện chiến nhất của tiểu khu Bình Định vào trận đánh lịch sử này. Hợp đoàn đã chuyển toàn bộ tiểu đoàn về bãi đáp Alpha nằm về hướng đông của đồi Du Tự khoảng 2 cây số. Chúng tôi đáp thành hàng dọc theo chiều dài của bãi đáp và quân bạn đã sẵn sàng chờ lên tàu một lần nữa cùng chúng tôi bay vào vùng tử địa để tái chiếm quần lì hoài ân đúng như vậy đường vào hoài ân hôm đó là đường vào tử địa vì máy bay sẽ phải bay dọc theo thung lũng mà hai bên là những rặng núi đá cao chân núi ép sát vào thung lũng nếu bay đội hình đôi cánh quạt có thể chém vào vách núi rất là nguy hiểm trước tiên hợp đoàn bắt buộc phải bay qua đồi du tự mà dân trực thăng chúng tôi hay gọi là đồi ổ bánh mì vì hình thù giống như một ổ bánh mì trong thì yên bình nhưng phía dưới là nơi vùi thay biết bao chiến hữu cùng với những người sinh bắc tử nam chỉ mỗi mục đích cố chiếm lĩnh những điểm cao chiến lược của ngọn đồi và trong những phi vụ tiếp tế những trực thăng của chúng tôi cũng đã mang nhiều vết đạn của kẻ thù từ ngọn đồi du tự này Lúc ấy chúng tôi là những cánh chim non mới rời tổ mẹ được hơn nửa năm. Kinh nghiệm bay bổng chưa nhiều, mà hiểm nguy thì dồn dập. Vì dọc theo hai bên vách núi đá lởm chởm kia, có không biết bao nhiêu hồng súng phòng không 12 ly 7 và 37 ly đang dàn chào chờ anh em mảnh sư chúng tôi. Và nhất là hôm nay, việc Cộng thế nào cũng biết được cuộc hành quân trực thăng vận tái chiếm hoài ân của tiểu khu Bình Định và chắc chắn chúng đã sẵn sàng tử chiến. Đang nghĩ ngợi mông lung thì tôi thấy xa xa một chiếc trực thăng từ từ đáp xuống. Tôi thắc mắc không biết vị khách VIP nào đến nữa đây. Vì đại tá tỉnh trưởng Bình Định thì đã có mặt lúc sáng sớm để trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân. Không biết vị này là ai? Chắc là tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh. Tôi nghĩ thế nhưng rồi tôi thấy người bước ra khỏi trực thăng không ai khác hơn là anh năm thân thương của chúng tôi cũng lại anh năm nữa tôi lại thêm thắc mắc sao hôm nay anh năm không ở căn cứ phù cát mà lại đích thân ra đây để làm gì có chuyện gì quan trọng vậy tôi nghĩ với bề dày kinh nghiệm về tác chiến anh cảm thấy bất an khi biết tiểu khu bình định mở cuộc hành quân trực thăng vần rất nguy hiểm như hôm nay mà điều quan trọng nhất lại liên quan đến tính mạng mấy chục đứa em không quân của anh cùng với hàng trăm sinh mạng quân bạn tôi rất ngạc nhiên về sự có mặt của anh hôm ấy nhưng tôi chẳng hề quan tâm cho lắm vì tâm trí tôi đang tập trung vào cuộc hành trình đầy nguy hiểm sẽ xảy ra trong khoảnh khắc sắp tới anh đi thẳng đến nơi tập trung của các vị chỉ huy cuộc hành quân. Tôi tưởng anh đến gặp các vị ấy để chào xã giao, nhưng không, tôi nghe tiếng anh Năm lớn giọng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi lần la đến gần để nghe anh Năm đang lớn tiếng với ai. Thì ra anh đang lớn tiếng với vị đại tá tỉnh trưởng Bình Định. Trong quân trường tôi được học, hễ gặp cấp cao hơn thì phải tôn trọng và chào kính, đó là quân kỷ. Nhưng hôm nay tôi rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh Năm lại tay đôi với vị đại tá có cấp bậc cao hơn anh. Không lẽ bài học về quân phong quân kỷ mà anh Năm đã dạy chúng tôi năm nào ở trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang là sai rồi hay sao? Tôi biết anh Năm hiểu rất rõ về điều này. Nhưng tôi biết hôm nay anh Năm có lý do chính đáng để mà bất tuân thường cấp cái lý do mà anh năm đã lớn tiếng không ngoài mục đích ngăn cản cuộc hành quân phi lý và nguy hiểm này để bảo đảm sinh mạng của chúng tôi với địa hình hiểm trở với trận địa phòng không khủng khiếp nếu bay vào được hoài ân an toàn thì chắc chắn cũng chẳng có đường ra chưa kể đến chuyện sẽ còn nhiều tổn thất trên con đường tử địa đó mà đau xót nhất chính là những đứa em thân thương của anh năm những cánh chim non nớt vừa rời tổ mẹ chưa được một năm lại gặp ngay dòng tố bão bùng. Anh Năm biết rất rõ điều đó và tất cả các cấp chỉ huy chiến trường hôm ấy cũng thừa hiểu. Nhưng họ chẳng cần biết giá trị mạng sống con người. Họ chỉ biết làm được việc để cho vừa lòng thường cấp. Còn chết hay sống bao nhiêu thì tùy số mạng hên xui của những con thiêu thân nhỏ bé như chúng tôi những người lính lúc nào cũng chỉ biết thi hành trước khiếu nại sau chúng tôi là những thế hệ trẻ sinh trưởng trong thời chiến tranh chúng tôi chiến đấu cho lý tưởng tự do và sẵn sàng hy sinh nhưng những hy sinh phải được đổi lấy chiến thắng xin đừng lợi dụng tuổi trẻ hăng say của chúng tôi mà dùng những uy quyền của cấp bậc để đem chúng tôi làm những con cờ thí để được hài lòng cấp trên và lấy đó làm nấc thang thăng tiến cho mình tuổi trẻ của chúng tôi có một biển tương lai và một trời hy vọng trước mặt tình yêu với gia đình và người yêu bé bỏng chúng tôi còn rất nhiều điều để mà mơ mộng thành thử cái lý do lớn tiếng của anh năm là đúng anh biết rằng cuộc hành quân sẽ hoàn toàn thất bại vì những lý do rất đơn giản mà mọi vị chỉ huy chiến trường đều am hiểu việt cộng không cần gài nội tuyến hay thu thập tin tình báo thì chúng cũng dư biết quân số và hỏa lực của cuộc hành quân này từ những điểm cao chiến lược trên đồi du tự chúng dư biết bao nhiêu chiếc trực thăng đổ quân đi đến bao nhiêu lần rồi cộng trừ nhân chia thì chúng đã biết quân số tham chiến rồi một cuộc hành quân phải được giữ bí mật nhưng tại đây mọi bí mật đã được phơi bày quân số tham chiến địch đã biết mục tiêu tấn công địch đã biết hỏa lực yểm trợ địch đã biết đường tiến quân địch đã biết chỉ bao nhiêu đó thôi thì với con cáo già chu huy mân trực tiếp chỉ huy thì chúng ta cũng đã thấy cuộc hành quân đó sẽ có kết cục như thế nào anh năm biết hết và những vị chỉ huy cuộc hành quân ngu xuẩn này cũng thừa biết. Nhưng chỉ những người lính chiến đấu và những phi hành đoàn chúng tôi mới trực tiếp lao vào lửa đạn. Chứ chính bản thân của họ không hề bị nguy hiểm, và nếu tái chiếm lại được quần lì hoài ân thì con đường tiến thân của họ sẽ thênh thang. Cho nên họ đã quyết định mở cuộc hành quân này. Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng đó, anh Năm lo nghĩ nhiều lắm, anh Năm thấy rất rõ cái tình thế nguy ngập của những đứa em mình. Nếu cuộc hành quân được thi hành, thì chắc chắn tổn thất sẽ vô vàng. Vì thế, anh đã bất chấp lệnh của thượng cấp để hoàn toàn chịu trách nhiệm việc đình hoãn cuộc đổ quân ngày hôm ấy, hay nói cách khác là cuộc thí quân một cách vô lý. Anh Năm cũng thừa biết tương lai binh nghiệp của anh có thể tàn lụi kể từ đây, nhưng anh bất cần. Anh vào quân chủng không quân chỉ mỗi ước mơ được đè mây cưỡi gió, được tự do bay cao trong bầu trời rộng lớn, và cũng được ở trong một quân chủng được mệnh danh hào hoa bay bướm, luôn tâm niệm, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Vì Trung tá căn cứ trưởng, thời điểm 1972 cũng chẳng màng lợi danh gì cho riêng mình. Nhưng ông không bao giờ làm ngơ khi nhìn thấy đàn em của mình bị chèn ép. Bằng chứng hiển nhiên là ngày hôm ấy, ông đã can đảm ngăn cản cuộc hành quân trực thăng vận vào vùng tử địa hoài ân. Và chính ngày hôm đó, ông đã dám nói, dám làm. Sẵn sàng chịu trách nhiệm chỉ với một mục đích duy nhất là cứu mạng sống hàng trăm binh sĩ của tiểu đoàn 263 địa phương quân và tất cả phi hành đoàn mảnh sư 243. Nếu ngày ấy ông trung tá căn cứ trưởng của tôi không đến bài đáp Alpha, thì có lẽ giờ này không biết tôi ở đâu để viết chuyện về một người thầy, một cấp chỉ huy dám nói dám làm là anh năm Nguyễn Hồng Tuyền, căn cứ trưởng năm xưa tại Phù Cát, nơi tôi đã phục vụ. Hơn 50 năm trôi qua, chuyện cũ tưởng như đã phai nhòa vào dĩ vãng. Nhưng chúng tôi, các phi công trẻ của phi đoàn Mãnh Sư 243 ngày nào không bao giờ quên những ưu ái, ân tình mà anh Năm đã dành cho chúng tôi, mà nhất là những anh em đã thi hành phi vụ ngày hôm đó. Để luôn nhớ ơn một người thầy, một cấp chỉ huy dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm về hành động của mình, mà mục đích của hành động đó không vì lợi ích cho bản thân, mà đó chỉ đơn giản nhưng vô cùng thân thương chứa đầy tính nhân bản là chỉ vì sự an nguy của đàn em mà thôi mãnh sư nguyễn quốc hưng